Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Các anh em mà đang sử dụng Vidodan á, thì hôm nay Hưng sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mới. Thì như chúng ta cũng thấy kế bên này của Hưng á, là một cái ghế. Ghế này là ghế zin của Vidodan. Thì như chúng ta cũng biết á, là ghế zin Vidodan nó trượt tới lui là cơ. À, dòng cao hay dòng thấp gì cũng vậy. Thì cái sản phẩm này nó dành cho những anh em nào mà thích mà lên điện luôn. Đó, mặc dù là cơ thì trượt cũng rất là dễ dàng, đơn giản thôi. Nhưng nếu như anh em thích lên điện thì nó có cái sản phẩm này, thì Hưng xin giới thiệu đến anh em. Đây là cái bộ ray trượt điện dành cho Vidodan. Đây là sản phẩm lắp đặt OEM luôn. Đó, và hàng chính hãng, dành riêng cho Vidodan thôi, không phải độ chế gì hết như anh em thấy trước mắt đây. Thì đây là hai cái bộ ray, bên trái bên phải cho ghế này. Và bên đây là nó sẽ có những cái pad để chúng ta bắt vào cái sàn zin nè. Đó, để lắp cái đặt cái này. Thì bộ này á, nó sẽ có hai loại. Thứ nhất, nếu như anh em mà xe của anh em là bảng thấp á, thì chúng ta sẽ có cái công tắc như thế này, đúng không ạ? Đây là cái bộ dây điện của nó, như anh em cũng có thể thấy là xài dắt điện hết, cho nên là anh em cứ an tâm về cái sự an toàn và sự chất lượng đó. Mình đang bán cái sản phẩm này là cũng đã test rồi, cho nên anh em cứ an tâm những cái sản phẩm này đó. Thì bảng thấp thì anh em sẽ sử dụng cái công tắc như thế này và bộ điện như thế này. Còn riêng đối với bảng cao á thì nó khá là đơn giản, nó sẽ sử dụng bộ điện như thế này và công tắc này thôi. Thì tại sao như vậy ạ? Thì tại vì như anh em có thể thấy là ở bên đây là cái bảng cao á, nó đã có một cái bộ công tắc rồi, thì chúng ta chỉ cần thêm một cái bộ công tắc trượt tới lui thôi. Còn trên bảng thấp thì nó không có cái bộ công tắc như thế này, cho nên nó sẽ lắp cái bộ này. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi anh em. Đó, và hiện tại là Hưng đang chuẩn bị lắp cho cái ghế này. Thì cái xe này kế bên đây thì Hưng cũng đang làm cho nó một cái sàn nữa anh em. Thì hiện tại bên Hưng là đơn vị chuyên sản xuất sàn cho các dòng MPV, sản xuất và phân phối cho các dòng MPV. Đó, anh em có thể thấy nè. Đó, đây là một cái tấm crystal vân đá. Đó, và bên Hưng đặc biệt là bên Hưng là độc quyền sản xuất những cái này, mà các đơn vị khác chắc chắn 100% là không có, ngoài đơn vị ở ngoài hệ thống Limo Sài Gòn. Đó, và sau khi Hưng lên sàn xong con này, Hưng sẽ review cho anh em xem nha. Mời anh em theo dõi cái video này của Hưng nha.